xin chào ông sư. Dạ, con tên là Nguyễn Duy Tân, đang học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành điện, cung cấp điện. Nhờ sự giúp đỡ của hội đã khiến cho việc học tập của con có được thuận lợi hơn. Vì trước đây gia đình con đang gặp trong hoàn cảnh khó khăn, không có thể lo cho con học trong những học kỳ tới, và là nhà hội đã giúp đỡ thì con rất cảm ơn. Và hy vọng rằng hội sẽ được giúp nhiều những bạn giống như con có được cơ hội để tiếp tục học tập, và cũng có cơ hội để giúp đỡ những bạn khác nữa. Xin Chúa luôn ban ơn cho hội có được cơ hội tiếp tục giúp đỡ các bạn khác nữa. Cảm ơn.